đã đấu trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cái event tuần 2 từ khi ra mắt con tướng Karasu rồi em ha. Rồi chúng ta đang trải qua những cái event lễ hội sinh nhật. À lễ hội sinh nhật, event sinh nhật anh em ha. Thì ngày hôm nay chúng ta lại có một cái event nhỏ nữa anh em ha. Đó là event 3 của cái sự kiện sinh nhật. Để tí hồi nữa mình sẽ show cho anh em xem luôn anh em. Rồi hôm nay có code anh em nha. Có code riêng sự kiện web đồ các thứ đấy. Rồi thì ngày hôm nay là ngày cuối để mà chúng ta ráng cố gắng lấy cái bảo vật Burakan đợt này anh em ha. Thì mình đã làm một số cái nhiệm vụ ngày hôm nay rồi nè anh em. Đó, bây giờ sẽ nhận quà luôn anh em nha. Nhận các con số luôn nè. Thì hồi đợt livestream anh em thì mình chừa lại 4 cái phép tính, nói thẳng ra luôn là hết phép tính rồi anh em ơi. Đó, tới có nữa là mình đã chơi rồi anh em. Đó nên là mình ngày hôm qua và ngày hôm nay là mình đã dồn cái phép tính và cũng như là những cái tài nguyên của cái nhiệm vụ này nè. Đó, để mình kiếm thêm một vài cái phép tính nữa anh em ha. Để lấy cái Burakan đợt này. Thì có một cái mẹo nhỏ cho anh em nào mà vẫn đang bị thiếu. Ví dụ như là anh em đang ở cái móc 53, 54 đi mà chưa đủ lấy Burakan này đó. Thì anh em đừng có vội lấy ngày hôm nay. Anh em đợi 12 giờ tối ngày hôm nay á anh em. 12 giờ tối là qua ngày đó anh em. Thì nó vẫn còn nha. Đây 17 tiếng nữa nó mới hết. 10 giờ sáng ngày mai nó mới hết cái event này, nên là trước 10 giờ ngày mai thì chúng ta vẫn có thể lấy được Burakan và làm thêm một vòng nhiệm vụ ở bên này nữa, được tới hai hoặc là ba phép tính. Đó, cái này là cái mèo nhỏ để chúng ta nào anh em nào mà gần sát với cái nút á thì chúng ta lấy cái Burakan này anh em ha. Ngày hôm nay không biết là lấy nổi với cái đống này không nữa, đang còn đúng 4 phép tính thôi, thì hy vọng là lấy được anh em ha. Rồi không nói nhiều anh em ơi, chúng ta sẽ cùng đến với lại cái event 3 đạt lời chúc quà về lúc nhúc nha. Rồi ok anh em ơi, đây là cái event 3 anh em ha. Thì cụ thể event này á thì nó sẽ kêu chúng ta đó là đạt được 20k lời chúc, nói chung là comment đó anh em. Thì hiện giờ mình vào thì mình thấy cái event này thì nó mới có 6-7k lời chúc thôi. Nên là nó bắt đầu từ ngày hôm nay cho tới ngày 24 anh em ha. Những event 1 và event 2 anh em thì chúng ta đợi kết toán sau vài hôm nữa nó mới trả quà về nha. Nên là anh em cứ từ từ anh em, sự kiện còn dài lắm anh em ơi. Rồi, thì mình sẽ để cái link bài viết này dưới phần comment mình ghim lại để cho anh em vào anh em tham gia ha. Quà đợt này chúng ta đúng thể lệ á, ông Lê Phước Tài nè, ông Gấu nè anh em. Đó, mình có comment bài viết Happy Birthday đó anh em. Đó, thì ông Gấu ổng có thả cái ha ha. Đó anh em sao vừa thấy mới thấy ông Gấu đó, Lê Phước Tài đó anh em. Rồi, phần quà tham gia đúng lệ thể lệ đó thì chúng ta sẽ được 500 kim cương nè, thẻ huyền bí 5k anh em nha, 5k vé bembot là 5k, 5 cái bụi ma thuật là 5000, trái ác quỷ là 20. Ủa quà lỏ vậy ta, quà hơi lỏ anh em ha. Nhưng mà được cái thì quà của những cái bạn mà may mắn ngẫu nhiên á anh em, 10 bạn á, cái này thì chung là ngon anh em nha. Này đá xanh dương 5 cái, thẻ huyền bí 500 này, rương huyền thoại với lại rương hải tặc mỗi thứ 5 nè anh em. Cái này thì 10 bạn thì chắc anh em chắc không trúng nổi rồi, trong đó có mình anh em ơi, khó lắm nha. Rồi đó là về cái đạt móc anh em ha. Rồi tiếp tục với lại cái đợt xe code, hình như là đợt 7, đợt 8 rồi anh em ơi. Thì đây là code của các bạn Nguyễn Bá Hùng nè, bạn Nguyễn Hữu Nghĩa nè, Lương Đức Mạnh nè. Lương Đức Mạnh này có kênh TikTok, anh em có thể vào trong TikTok anh em tìm kiếm ha. Rồi bạn Văn Tuấn nè, bạn Hồ Thị Khen nè. Hồ Thị Khen này chắc lấy nick của mẹ đúng không? Lấy nick Zalo của mẹ đúng không? Trời ơi. Rồi bạn Xuân Tân nè, Nguyễn Thị Hồng Hạnh nè anh em. Cũng có để cái TikTok ở trên đây, mình copy mình để lên đây luôn. Ông nào thích vào kênh TikTok này anh em xem cũng được ha. Rồi Lê Nguyễn Tấn Phát, đây anh em ơi, đây là một số cái code web ngày hôm nay. Code này code riêng anh em nhé. Anh em nào nhập chậm tay thì nó ghi là code đã sử dụng ha. Rồi thì thay mặt anh em ở trên kênh cũng cảm ơn những anh em share code ngày hôm nay khá là nhiều anh em nha. Ngày mai nếu mà có thì mình sẽ gom lại mình share cho anh em một đợt nữa ha. Rồi nói về cái event web một chút em ha. Thì event web còn có tới tận ngày mai nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc event web rồi anh em ơi. Code thì chúng ta ăn vài ngày sau đó thì bình thường ha. Còn event web anh em thì ngày mai nữa thôi là chúng ta hết đợt chơi rồi. Thì anh em nào mà chưa chơi được đạt được móc ok đó thì anh em vào anh em chơi anh em nha. Rồi thì ngày hôm nay mình cũng đã nhận được là một mớ quà của cái event web đó anh em. Ngày hôm nay sẽ tổng hợp lại cho anh em xem ha. Đây là cái quà 100 lượt quay tích lũy của mình anh em ơi. Được thêm một con Karasu nữa anh em. Nước mắt đồ các thứ nữa nha. Trước đó mình đã nhận được cái quà 50 lượt rồi thì phải đó. Rồi các cái lượt quay của mình anh em ha. Đây những cái lượt quay đây anh em, phải như là đổi quà thức tịch đồ các thứ, nói chung là một nồi. Trời ơi quá trời quà luôn anh em. Cái này lượt quay của mình đấy. Đây là đổi món ăn anh em ha, đạt được 10 điểm nữa nè anh em. Ui ngon nhờ. Ui cái này ngon nhờ.
Rồi, tiếp theo là hai cái gói bơm lúa của mình ngày hôm nay anh em ơi, bơm lúa liên ngày cuối cùng luôn anh em. Đây, lấy một rương số tán ngẫu nhiên và một cái rương là phép tán tùy chọn ha. Thì để mình chơi xong cái thuần tán tử thì mình sẽ tổng kết lại cái số rương mình đã hết mình đã dùng ở trong cái sự kiện tuần này để thử coi là cái số rương là đạt được bao nhiêu ha. Đợt này tính ra nó khá là ít so với lại cái rương cái đợt trước anh em. Đợt trước là số 57. Đó, thì cái số rương mình dùng là nó rơi vào khoảng 150 mỗi cái. Còn đợt này nó ít hơn anh em, ít hơn vài chục rương ha, khá là khỏe ha. Rồi vô nhận quà anh em ơi, quá trời quà luôn anh em. Đây một bé Karasu nữa nè. Chuyến này qua tuần sau nói chung là vào ngày mai hay ngày mốt á, mình sẽ bung cái L1 RAM up Karasu lên E5 luôn anh em, test cho anh em xem. À bởi vì qua từng ngày mai là Karasu nó vào trong L1 rồi mà anh em. Rồi 74 cốc bia nè anh em. Và cũng như là một chút cái su vòng quay nè, rương kim cương nè anh em. Rương phép toán và bốn cái rương Karasu hồi nãy mới bơm lúa vô anh em ha. Quả đã. Rồi lấy quà bơm lúa liên ngày thứ 7 anh em nha. Đây, được thêm 20 cái thùng bia, 500 cái rương kim cương và cũng như là đá xanh dương anh em, một con phút 10 sao 2000 búa gỗ. Rồi để coi là cái bơm cái tích kinh nghiệm VIP của mình đã lên tới đâu rồi, hình như là 7k thì phải, 7-8k vậy đó. 7k4 anh em ơi. Bây giờ nếu mà bơm vô cỡ 3k 2k6 nữa là sẽ nhận được thêm một con Karasu với lại 20 cái rương phép toán thì chọn nữa. Hay da, cái này có nên đẩy hay không ta, thôi để tối suy nghĩ sau anh em. Chuỗi cái này 20.000 ta, lấy được 65 cái rương phép toán ngẫu nhiên đó anh em, số toán ngẫu nhiên này, cái này nhìn thèm thiệt sự anh em ơi, nhưng mà khốn lắm nha, tiền triệu đó không phải đơn giản đâu. Rồi, bây giờ sẽ vào khui quà và cũng như là chơi thần tán tử thử coi là lấy được cái Burakan trong ngày hôm nay hay không anh em nha. Rồi, mở 4 cái rương của Karasu anh em. Trời ơi, cái gì đâu quá trời. Nó không có cho là su hay là nó không có cho cái cốc bia luôn á anh em. Ủa thiệt á chứ. Tuần này là có phá hủy diệt nữa anh em, vô xã tài nguyên anh em hả. Tuần này ngày hôm nay là ngày cuối cùng rồi thì anh em ráng cố gắng. Còn tiền Sanji nữa anh em nè. Tiền Sanji nữa nè. Để mình làm mới mình đẩy thêm một phát X2 đi anh em ơi. Rồi ok, 15k team cũng đã xong rồi anh em ha. Vô lấy quà anh em ơi, mình sẽ xử lý từng cái nha. Quà đây anh em, 1000 team nè, 2000 team nè, 5 lượt đánh boss nè, 4000 team nè, 6000 team là 2000 cái tẻ thần bí nè, 8000 team nè và 15000 team là sẽ nhận được một cái L1 anh em. Rồi, còn cái mì ý á thì mình nghĩ anh em nên đẩy hết cái thẻ thần bí trong này ha, để mình coi mình mua được bao nhiêu cái nha. 100 cái, 10000 hả? Rồi 10000 thẻ thần bí anh em là coi như là xong rồi đấy. Còn dư bao nhiêu cái mì ý thì anh em có thể tùy ý anh em mua búa gỗ nè, hoặc là chắc là búa gỗ thôi anh em ơi, chứ mấy cái kia hết rồi. Rồi mua búa gỗ nha, 2000 mấy búa gỗ nữa ha. Rồi đó là coi như là xong mì ý anh em nha, xong tiệc Sanji rồi đấy. Rồi bây giờ tới cái lễ hội One Piece anh em ha. Thì cái thịt này không có tích được đâu anh em nha, nên là anh em tranh thủ anh em đổi hết đi. Chứ thịt này tích được thì thôi, ô nói gì nữa anh em, 10 thùng bia ngon. Quất cái nữa đi anh em ơi. Cho em thêm 10 thùng bia nữa đi ạ. Đúng rồi, tuyệt vời, quất cái nữa đây. 10 thùng bia. Đúng rồi, ui, thùng bia liên tục. Ngon. Ôi pha này dư luôn nè anh em ơi. 200 nước mắt. Ok, xong rồi anh em nha. Trời ơi, anh em nhớ lấy cái gói đầu này anh em nha, để mà chúng ta chơi mấy ông thần tài. Móc của mình là ui tới móc 500 nữa mới cho ăn hả ta? Mới có 285 mà anh em ơi. Rồi, tiếp theo nữa là thần tán tử ha. Thì cái con số mình muốn chơi ở đây để mình coi số nào nhiều ta, số 9 đi, xử lý số 9 trước đi. 9 nhân 9 trừ 4 nhân 5. Mình nghĩ là dư luôn anh em ơi, mình nghĩ đợt này là mình xài cái số này, mấy cái số này là dư luôn đấy. Rồi, số nhân mình cũng còn nhiều quá ha. 9 nè, nhân nè, 2 nhân 3 cộng 7. Nhiều kỳ, 53 rồi nè anh em. Rồi bây giờ tới số 8 ha. 8 nhân 8 trừ 3 cộng 1. 8 nhân 8 trừ 3 trừ 0 chứ anh em. Trừ 3 trừ 0. Rồi ok. Dư anh em ơi, cái đống này là dư luôn rồi. Trời ơi, quá trời số tiếc ghê anh em ơi. Thôi kệ không sao ha. 8 nhân 8 nè, trừ 3 trừ 0 nữa là xong. Không được anh em ơi. Thiếu một dấu trừ rồi anh em, cái này là thiếu một dấu trừ ha. Để mình làm lại nha. 6 nhân 2 cộng 7 nhân 7. Thiếu số 7 rồi. Đó anh em thấy chưa, nó thốn lắm nha.
thú lắm nha anh em, chứ không phải là gói gọn ở trong này thì nó hơi khó. 8 x 7 cộng 9, hết số 9 rồi em ơi, hết số 9 rồi. Cha, bây giờ phải gồng làm sao đây ta? 7 x 3 x 3 trừ 2, ơi đủ rồi anh em ơi, 55 lần lấy Buracan. Yeah, thành công lấy được cái Buracan rồi anh em ơi. Tính ra mình còn gồng được tới tận vài cái phép tính nữa anh em ha, cụ thể là chắc là 1-2 cái. Và trong khi đó là cái nhiệm vụ của mình á là ngày mai, tức là chưa có hết 10 giờ ngày thứ 6 anh em, là chúng ta có thể nhận được thêm là một đợt làm nhiệm vụ bên này nữa. Đó, với cái số này thì mình có thể làm được thêm 1 cho đến 2 phép tính nữa anh em ha. Đây, vẫn còn dấu nhân rồi, dấu cộng rồi các thứ, nói chung là dư một ít tài nguyên thôi cũng được anh em ơi. Rồi, thành công lấy cái Buracan anh em ơi. Thì cái Buracan này thì chắc là mình sẽ cho những cái con tướng là mạnh mạnh của team mình anh em ha. Cụ thể là chắc là Big Mom đi anh em ơi. Để mình coi đám Big Mom là nó đang xài cái gì. Buracan, Big Mom đang xài cái những bạch thạch. Trời, bỏ có đồ xịn rồi thì bây giờ chúng ta xài thôi em ơi. Tới tận 2 cái Buracan ha. Một là cho Big Mom nè, hai á là mình cho con Karasu anh em ơi. Karasu cầm một cái, Big Mom cầm một cái anh em nha. Tổng cộng có 2 cái. Rồi, quá đã. Ok, để mình up sao lên cho nó anh em ha. Rồi, đã up cái Buracan cho Big Mom lên rồi anh em nha. Đây, cái đầu tiên. Cái thứ hai là Karasu anh em ơi. Vậy là mình thành công lấy cái Buracan thứ hai rồi anh em nha. Bỏ vật này cực kỳ ngon luôn anh em. Nó có là phần trăm tốc anh em cao lắm nha. Rồi thêm cả phần trăm công, 60% công nữa anh em. Và cũng như là cả có cả miễn chống nữa anh em. Đây là cái bảo vật mình đánh giá khá là ngon đối với lại anh em hiện giờ luôn anh em. Ai cũng có thể xài được ha. Kể cả Bo Lilith và cũng như là Big Mom được các thứ ha. Tí mình sẽ thôi cho con Kadasu cầm trước đi anh em. Chứ thôi chắc là tí thôi mình sẽ đổi qua cho con Bo Lilith đi. Bởi vì con Bo này nó phải cần tốc cao để mà nó gây cái hoa vũ lên trên người đối phương. Đang xài là cái nhẫn ruby xanh anh em. Cái này thì cũng có thể cho được cái con Karasu xài được đấy. Nhưng mà Karasu thì nó chỉ cần cái phần trăm công thôi là ok rồi ha. Rồi, còn về cái lượng mà mình, cái lượng rương mà mình đã chơi ở trong cái đợt này anh em. Thì trước khi mà mình livestream á, thì cái rương của mình thì nó rơi vào khoảng đó là 186 rương, 186 rương phép toán tùy chọn và 170 rương là số toán ngẫu nhiên. Thì anh em cứ trừ ra là cái rương phép toán này anh em trừ 6 giùm mình là rơi vào khoảng là 50 mấy rương ha. Bởi vì mình có bơm hai gói 2 ngày liền anh em. Rồi bên này anh em trừ cho mình 10 rương. Bởi vì mình có bơm hai gói là nó rơi vào khoảng là 5 còn 50 rương là số toán ngẫu nhiên và 50 mấy rương của phép toán tùy chọn đó. Thì đầu lúc mà mình chơi anh em thì nó rơi vào khoảng đó là, nói chung là cái rương này nè, nó chỉ mất tầm cỡ chừng 120 tới 130 rương tùy chọn thôi. Còn cái rương số toán ngẫu nhiên này thì nó rơi vào khoảng 140 tới 150 anh em. Khá là rẻ ha, tính ra rẻ rề luôn ấy. Đó, trước đó là mình cũng đã có tích một mớ rồi đó anh em ha. Rồi, và không những là dư mà chúng ta còn là làm cái nhiệm vụ ngày bên này nữa. Bên cái nhiệm vụ ngày này nó cho chúng ta làm tới tận 20 mấy cái phép tính đó anh em. Hầu như là re hết. Đó, anh em chỉ việc bỏ ra cái 20 mấy cái còn lại nữa thôi để mà chúng ta lấy cái phép tính còn lại ha. Đợt này tính ra là cái số anh em thì nó ở cái mức trung bình đó là 150. Còn cái phép tính thì nó rẻ hơn anh em nha, bởi vì chúng ta xài dấu ít với lại cái dấu cộng là nhiều, dấu trừ thì ít lắm anh em. Đó, thì nó rơi vào khoảng 120 đến 130. Anh em phải làm nhiệm vụ ngày hết tất cả những ngày thì chúng ta mới đạt được đủ ha. Đây, bây giờ mình dư rồi nè. Ông nào thiếu một chút thì có thể canh nhiệm vụ ngày chơi ha. Rồi bây giờ sẽ vô xả tài nguyên tiếp anh em ha. Thì chắc là sẽ xả pháo đi em ơi. Để coi thử coi là được bao nhiêu đây. Đang có 450 hả ta. Rồi ok, vô anh em nha. Ây da, hy vọng là sẽ được mấy cái thùng bia thôi. Chứ đúng rồi, 5 thùng bia. Hy vọng là sẽ được mấy thùng bia thôi. Chứ cũng không cần mấy cái gì nhiều đâu anh em. Cốc bia cũng được. Cốc bia xong rồi tới thùng bia. Đừng có rương boss là ok, trời thùng nhiều chứ. Thùng nhiều quá trời kìa. Đừng có rương boss là được nha. Đúng rồi, cốc bia cũng được anh em, nhưng mà cốc này nó hơi ít nha. Đúng rồi, thùng bia thêm ngon. Đó, ngày hôm nay ngày cuối rồi anh em, nên là chịu khó anh em xả mấy cái này nha. Chứ để quên anh em nha. Quên là qua đợt sau là nó xóa luôn đấy. Ngày mai thì có event mới anh em ha. Thì mình sẽ cập nhật ở trên kênh để cho anh em theo dõi. Thử coi là nên chơi cái gì. Hình như là qua tuần sau có tiệc Big Mom không ta? Mình nhớ mang máng là qua tuần sau hình như là có tiệc Big Mom thì phải đó nha.
Nhiều khi qua ngày mai là có tướng mới luôn á mấy ông, phải đơn giản đâu, bởi vì đúng ngày á là qua tuần sau là mới là sinh nhật đó anh em. Đúng ngày qua tuần sau mới là sinh nhật đó, nhưng mà event là họ tổ chức sớm đó anh em. Nhiều khi qua ngày mai là có tướng mới rồi anh em, nếu mà có thì tối nay là có thông tin luôn ấy. Phải lúa nha. Rồi 22 cái Akanu hả ta, để mình đổi hết kim cương đi anh em ơi. Đổi 20 rương kim cương luôn. Đó. Chơi cho nó chất anh em. À, hai rương này đổi cái rương may mắn Karasu xong. Vô mở cho anh em xem 20 rương này có cái gì anh em nha. Hy vọng là sẽ nhận được đây một rương may mắn Karasu nè anh em. Ngon. Đang thiếu cốc bia. Rồi, rương kim cương nha. Hy vọng là sẽ có một phát 10k mà mình mở như thế này thì nhiều khi ít kim cương. Ui, 3.000 kìa. 3.000 kim cương, 1.000 kim cương là trước mắt là thấy được 4.000 kim cương rồi ha. Rồi, kéo xuống coi. Ở dưới có kim cương nữa kìa. 500. 4.000 rưỡi rồi. Đây, còn một cái nữa nè. 10.000. À, 1.000. Thôi, cũng đỡ anh em ơi. Ui, có một phát 15k đá tím nè em. Đá tím này mình cũng đang cần lắm nè. Rồi thì nhận được 4.000, 5.000, 5.000 rưỡi anh em ha, 5.000 rưỡi kim cương à. Nói chung là thôi cũng được anh em, phát này ngon nè anh em, phát này 10 cái belly luôn nè. Rồi ok, đó là coi như là event đợt này là cũng biên bản anh em ha, cũng khá ok rồi. Rương boss anh em, 50 su quay cũng được. Bánh lái chiêu mộ mình là 344 anh em, nếu mà tuần sau nó ra tướng luôn, ra limit chắc cú. Đây bánh lái chiêu mộ đây, hãy mang limit đến đây với tôi. Trời ơi, lụm luôn anh em nha, nếu mà ra limit là lụm luôn đấy. À anh em ơi, thì hiện giờ ở trên kênh của mình thì đang có làm một cái event tri ân anh em đạt khi nhân dịp kênh mình đạt được 100k sub á, thì anh em có thể vào trên kênh của mình để tham gia clip đó anh em ha, để mà tham gia event cho nó vui ha. Rồi thông báo cho anh em một cái thông tin đáng vui nữa anh em ơi, đó là cái event web lễ thức tịch đó anh em, thì chúng ta đã đạt được cái mốc là 1.500.000 rồi. À, còn cái mốc cuối 2.000.000 thì không biết là có nổi không, mình nghĩ chắc không nổi anh em ơi, bởi vì còn có một ngày mấy nữa thôi là hết rồi ha. Nên là đợt này chúng ta sẽ nhận được cái phần quà đó, và anh em phải đợi tầm có chừng 1 tuần thì quà nó mới về anh em nha. Đợt này quà của lễ thức tịch nè, rồi quà của event web anh em, nó quá trời quá đất luôn. Đó, anh em chuẩn bị tinh thần để mà nhận quà anh em ha. Rồi thì chắc là cái Burakan hồi nãy thì mình cho con bo xài anh em ơi, bởi vì con bo của mình thì nó cần tóc để mà nó hoa vũ đối phương á, thì chắc là mình lấy của con Karasu ra đi anh em, bởi vì Karasu thì thật sự ra thì em nó cần công thiệt, nhưng mà em nó mới có E4 thôi, chưa có phải là cái gì ghê gớm đâu, nên là gắn lại cái bảo vật cũ cho nó ha. 3.1 triệu nè. Rồi con bo thì mình sẽ gắn cái Burakan, bởi vì con bo này nó cần tóc nữa nè em. Tóc của nó hồi nãy là 3.8 triệu, bây giờ gắn Burakan vô thử coi như thế nào nha, chắc lên được 3.9 triệu anh em ơi. 4.000, trời ơi, 4.000 tóc à, công thì nó rơi vào khoảng đó là 2.500.000 anh em ha. Con bo này nó phải build tóc công anh em nha, build tóc công luôn thì em nó mới phát huy được cái tác dụng của cái bộ skill của nó. Công càng cao, cái lượng HP của địch khi mà nó gây sát thương cho tàn phe của nó đó thì nó mới cao được anh em nha. Tối đa là 4.000 công lần nè anh em. À, 4.000 công của bo ha. Công của bo càng cao thì nó sẽ gây ra được sát thương càng nhiều. Tóc của con bo này càng cao thì nó sẽ hoa vũ được đối phương càng nhiều. À, quan trọng như vậy anh em nha. Rồi con bo này xài cái Burakan là quá tuyệt vời, quá sang chảnh luôn anh em ơi. Đó, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng kết bạn với lại anh em gần xa để mà chúng ta đi BK tiếp anh em ha. Ông này Karasu mới có E2, ở ta ZFi E4 nè. Để coi nông dân còn nhỏ nè. Kiếm ông nào được anh em, full E5 ta BK cho nó khỏe anh em ha. À, ông này có con râu đen E5 này nhưng mà level này hơi ít anh em ơi. Level này chắc mình lũm khỏe đó. À, ông này được nè anh em. Ông này được nè, ông top gun anh em ha. Top gun thì hôm nay là có tới tận 6-7 cái slot lận anh em. 6-7 slot lận ha. Sẵn test luôn cả cái bảo vật mới anh em. Nói mới gì thôi chứ thực sự đây mình đã có một cái đó rồi. Hạt mình bây giờ là hai cái Burakan. Nhưng mà ở bên kia anh em thì nó bỏ cái combo cỡ chừng 10 sao vô trong team thôi á. Ồ, bên kia cũng có bo E5 ta. Thì mình cũng chả có hoa vũ được anh em ha. Sẽ trị được những con nào mà không có cái không có cái con bo ở hàng đầu thôi. Còn nếu mà có bo hàng đầu thì tuy tóc của mình cao hơn nhiều thì nó cũng chả có là hoa vũ được đâu anh em ơi, hơi khó một tí. Đợi con Karasu lên cao cao đi anh em, rồi mình chuyển cái hoa vũ lại cho nó cũng được, không sao cả ha. Con bo thì chơi cái nhẫn bạch thạch luôn cũng được. bo mình thấy là xài cái nhẫn xanh nó là ok rồi anh em. Nhẫn ngọc xanh nó là ok lắm rồi, bởi vì nó vừa có tóc nó vừa có công nữa. Tuy cái chỉ số nó không bằng cái Burakan nhưng mà
Xài cái đó là mình thấy ok là lắm rồi. Còn con Kadasu là phải có anh em nha, phải có cái Burakan 60% công thì nó mới ok hơn anh em. Hy vọng là lên được Goma thì lượng công của nó trên nó cao hoặc là bằng cái con rau đen của mình là ok rồi anh em ơi. Cỡ chừng 8-9 triệu công anh em, nó vả một cái thì thôi rồi anh em ha. Mấy cái tầng bụi than của nó đó anh em, mỗi lần nó nhảy ra, nó nhảy lên đó anh em, thì nó sẽ có chất lượng hơn anh em ha, so với lại 2-3 triệu công hiện giờ. Chà, bên kia Big Mom nó quạt đau thế nha. Zephy, Big Mom ha, có luôn cả Sugar. Sugar bên kia thì hợp nón trúng mỗi được con Kadasu thôi. Một ủi nè, bên kia có đứa hẹo nè. Ấy da, trâu vậy. Ôi ôi. Rồi cái con bo này anh em, cái lượng công nó cao á thì nó sẽ quỷ ám team đối phương nó nhiều hơn anh em nha. Max Bin là 4000% công của 2 triệu 4 thì nó rơi vào khoảng đó là cỡ 10 triệu công anh em nhỉ. 10 triệu. Trời ơi, cao quá nha. 4000 ấy, 4000% là nhiều quá nha. 100 triệu á, chứ không phải là 10 triệu đâu, cả 100 triệu á anh em, 100 triệu công đấy. Nên là cái lượng gây ra bởi cái sát thương quỷ ám của con bò hiện giờ đang cao lắm nha. Nhưng mà có Big Mom nó quạt một cái đi hai đứa rồi, bây giờ phải làm sao đây? Ây da, bên kia trắng cây HP hết rồi anh em. Nhưng mà tụi nó vẫn chưa chịu hẹo ha. Ok, hẹo hết đứa đây kìa. Bên mình vẫn còn Kadasu ha. Ông này tính ra mạnh anh em ơi, mạnh nha. Quạt pha này đi con Hyuri là ngon. Không đi. Đúng rồi, quỷ ám đó anh em ơi. Ơi Big Mom bên kia không dính quỷ ám ta. Ôi thôi xong rồi. Ôi rồi. Thôi rồi Lượm ơi. Big Mom. Đúng rồi. Hai cái. Ôi thôi xong rồi, kèo này thua anh em ơi. Ừ, con nổ mà. Đi hai đứa không? Ơi. Sao mít? Quả đó sao lại mít nhở? Ảo thế. Ây da. Không hiểu luôn anh em. Quả đó Big Mom nó vả bị mít anh em ơi. Hình như là còn cái nội tại của con Ba Tô hay sao đó. Tính ra bên kia bị hên anh em ơi, hên thôi. Lại nha. Quả này ụp nón trúng hai đứa luôn hả ta, căng thế nhờ. Trúng Big Mom này, trúng Kadasu luôn anh em ha. Nãy do xui thôi anh em ơi. Do xui thôi. Đúng rồi. Bên kia team khá là chuẩn luôn anh em. Nhưng mà không có chơi con Kadasu mà chơi con Sugar ha. Tính ra con Sugar nếu mà ập nón trúng được hàng sau của team địch thì cũng là một cái lợi thế lớn lắm đấy. Kèo này trả thù lại anh em nha. Cái pha đó Big Mom mà nó vả đam tay mà trúng Big Mom bên kia cái là win rồi anh em. Không hiểu tại sao mà lại thua được pha đó ấy. Ây da, trụ rồi anh em, con nó vả kìa, liên hồi. Hồi nãy Kadasu mình nó hơi phế anh em ơi, trận hồi nãy Kadasu hơi phế anh tí. Không có gây được nhiều sát thương hết ha, bị trừ nộ nhiều quá. Meta bây giờ là meta trừ nộ anh em nha, đến từ vị trí của con Zephy đấy nè. Nó trừ nộ liên tục. Đó, team mình cũng bị trừ nộ quá trời luôn kìa anh em thấy không? Nó đam tay không à. Một vả nè, hai vả nè, ba vả nè, trả Sinhê luôn nè em ơi, trả Sinhê. Cái giáp nó dày quá. Giáp Kadasu dày quá nè. Trời ơi, con Ba Tô bị ăn vả liên tục rồi đi. Big Mom mình 4 tầng, 3 tầng homie rồi. Nộ luôn nha. Ôi, Big Mom bên kia nộ trước luôn hả? Trời ơi, dư tầng homie lắm rồi. Đó, bị trừ sạch nộ luôn em. Bên kia cũng bị trừ sạch nộ luôn ha. Rồi, Big Mom mình bây đầu trả đam anh em nha. Một phát nè. Rồi, Hyuri bên kia gãy rồi anh em. Nên là team mình đang có lợi thế khá là lớn ha. 2 nè, 3 nè. Pha này mà không trúng nữa thôi, hình như là còn một cái nộ nữa. Đúng rồi. Chuẩn chưa? Ôi, không hẹo kìa. Ôi, tôi xong rồi. Nó trả đam lại rồi anh em ơi. May quá, mít. Kadasu trận này phế quá ta. Đúng rồi, ui, bị con Hyuri vả mới đau chứ anh em. Trời, ông này tính ra mạnh anh em nha. Top Gun này mạnh đấy. Big Mom của ổng quẩy khá là nhiệt luôn đó anh em. Rồi, tiếp tục với lại người tiếp theo. Cái gì? Rồi, nó ghi vậy là ai dám đánh nó nữa anh em coi nè. Quẩy lúa nha. Để mình kiếm ông nào được anh em. Ông này cũng tạm ok, nếu mà chơi lù thì dễ win rồi. Đây, ông này có con rau đen nè anh em. Ông này có con rau đen nè.
còn mấy ông còn lại hơi yếu ha. Mình là mình bơm một cái là win liền anh em. Mấy ông còn lại hơi yếu, ông này hơi yếu nè, nhưng mà để coi là con râu đen bên kia có làm được gì hay không anh em coi thử nha. Đó là lý do tại sao nên để con Bo ở hàng đầu đó anh em. Để con Bato với lại con Hiri hàng đầu là auto bị dính có hai vũ. Gặp con Bo của mình là trên 4.000 tóc nữa, đỡ sao được mà đỡ. Đó, nó hai vũ là coi như là phế tim luôn rồi. Đó, bay màu luôn, hai vũ là không hồi sinh được đâu nha anh em. Hiri mà bị dính hai vũ là không hồi sinh được đâu. Nên là nếu mà anh em gặp con Bo, để con Bo anh em, thì anh em để con Hiri và để một là con Bo luôn, hai là Jinbe tóc cao một tí để bảo kê con Hiyori ở hàng đầu. Chứ để kiểu này là gặp cái con Bo Lilith của team đối thủ nó hoa vũ một cái thôi là phế liền. Này rút kinh nghiệm anh em nha, rút kinh nghiệm nha. Tuy có Big Mom đồ E5 đồ các thứ nhưng mà team phòng thủ hơi yếu à, nên là dễ bị dập lắm anh em nha. Ngon. Rồi anh em này là hầu như là đều yếu cả ha, nên là mình có kết bạn thì cũng win dễ thôi. Rồi, sẽ kiếm những bạn tiếp theo. Chỗ level 100 mấy không vậy ta? Level 100 mấy không à, anh em ơi? Vô là lụm khỏe à. Ông này cũng để còn hai con nữa nè anh em. Ông này tuy E5 nhưng mà hơi yếu, độ hình yếu không à. Anh em thông cảm nha, mình sẽ kiếm mấy ông mạnh một tí để mình BK cho nó xem cho nó dễ. À, ông này được nè. Ông này được nè anh em. Mà liều dám để con râu đen E5 ở hàng đầu luôn anh em. Với lại con Zephy. Đây là lý do tại sao không có nên build nè anh em như vậy nè. Vô nó hoa vũ một cái là phế hai con luôn nha. Đây, hoa vũ một cái là hai con hàng đầu luôn nè. À, ủa con râu đen bị mít cái hoa vũ ta. Dính mỗi con Zephy à. Dính mỗi Zephy à anh em ơi. Ủa tính ra râu đen để hàng đầu không có bị dính hoa vũ hả ta. Anh em thấy không? Trong khi đó râu đen bên kia chắc chắn là tóc nó sẽ thấp hơn cái con Hiyori rồi. Không lẽ râu đen bên kia nó có bét ẩn thân anh em nhờ. Mình chưa thử cái vụ ẩn thân à, có né được cái hai vũ hay không nữa chứ. Đây râu đen đây. Ồ được đó chứ nhờ. Râu đen bên kia tóc cao đấy. Bên kia như là build tóc cong hay sao anh em. Mà râu đen thì gặp con Zephy E5 thì cũng tóc tiếng máng anh em ơi. Không có đam. Big Mom hỏi thăm phát coi. Ui da, không xin nhê. Râu đen đang được 5 tầng búp công rồi anh em ơi. Zephy con Karasu quạt một cái đi ba đứa bên kia. Không hồi sinh luôn nè. Ui da, ê đau quá. Quả đó là con râu đen nó phải đau đó anh em ơi. 6 tầng tăng công rồi. Zephy bên mình chuẩn bị nó phá cái 7 tầng tăng công rồi. Phá cái tầng tăng công là ok nha. Rồi, Zephy làm việc đi. Mất sạch từng tăng công luôn kìa anh em thấy không? Hồi nãy là 7 tầng, bây giờ còn đúng 1 tầng, Big Mom nó vả một cái đi luôn. À, ông này nói chung là cũng mạnh nhưng mà level hơi thấp anh em ha. Level hơi thấp nên là vẫn còn hơi yếu. Kiếm ông nào level trên 200 á anh em, mấy ổng mạnh lắm. Ông này BK thì mình nghĩ là mình lụm khỏe anh em ơi, lụm khỏe à. Trời ơi, 90 nữa nè. Hay kiếm anh em nào mạnh hơi khó nha. Đây anh em. Anh em thông cảm ha, bởi vì anh em yếu á nên là mình không có kết bạn được. Kết bạn chủ yếu là mình test team thôi. Ôi level 100 mấy không à. Này kết bạn cho vui thôi chứ nếu mà đi BK nước mặn MOBA nữa chứ. Nếu mà ôi bí ATM nữa. Nếu mà mình BK thì chắc chắn là mình sẽ lụm được anh em ha. Hay da. Rồi level mới tạo ạc luôn. Rồi hết rồi anh em ơi. Kêu gọi anh em nào tự tin win mình hãy kết bạn với ID 6641419 để BK anh em nha. Test chủ yếu là chúng ta test meta, test cái team thôi. À, chứ anh em yếu quá là test không lại đâu anh em nha. Anh em yếu quá là bữa mình BK phát một là win nè. Ok, bên là ông Happy. Đang có con Karasu nữa kìa. Ê! Bên kia cũng có con bò. Team bên kia hơi yếu anh em nha, hơi yếu ấy. Ôi Bato tóc cao hơn tóc con Bato bên mình luôn anh em nhờ. Bato bên kia tóc cao hơn Bato bên mình, tóc cao hơn cả Hiyori. Nhìn vậy thôi chứ hơi bị lực nha, tóc hơi bị cao đấy. Không, Hiyori của mình hồi nãy nó quạt rồi. Chỉ cao hơn con Bato thôi.
Hôm nay quá trời những cái mà chúng ta nên làm luôn em ha. Code nè, rồi thông báo event nè, rồi chơi lấy Burakan nè, rồi thông báo tài nguyên đồ các thứ anh em, chơi xả tài nguyên đồ ha. Ấy da, ấy da, bay màu hết của ba tô rồi, nguy hiểm nguy hiểm. Sao anh em, bên kia có con Kadasu á, nó cho bay màu hết một đứa rồi. Bitmore bên kia quạt nữa. Oh my god, Happy Land này căng ở nhà anh em ơi. Kadasu một nợ, tiễn ID không? Được, được một đứa, được con Zephy. Thêm một quả nữa nè, Bitmore trả đam đây. Đúng rồi, tiễn ba đứa đi. Bây giờ tiễn sao con Hiyori đi bụi là ngon anh em ơi. Nhưng mà nó đang có bức bất hoại rồi. Nhưng mà Bitmore kêu bất hoại hả? Để chị. À, quả một cái đi ba bốn đứa, ngon. Được anh em nha, team này hiện giờ đang là team meta đó anh em. Theo mình thấy là như vậy. Còn con rau đen thì mình thua rồi em ơi. Rau đen mà gặp con Zephy E5 thì không có miếng đam nào luôn ấy. Tính ra rau đen nó meta nó ngắn ghê á ta. Nếu mà tình trạng này xảy ra thì chắc rau đen không có đất diễn anh em ơi. Cái này nói thẳng ha, nói thẳng. Siki vẫn còn chơi tạm được thôi. Còn rau đen với lại MH thì ối dồi ôi rồi. MH thì vẫn còn tác dụng. Rossi này mạnh lắm. Nhưng mà BK hoài rồi, kiếm mấy ông khác đi. Ông dâu chua đi anh em ơi. Đào chua, dâu chua nè, mấy ông này mạnh lắm nha. Em thử ông đào chua nha. Mấy ông này 50-50 anh em, có trận win trận thua. Tóc bo cao dữ ta. Tóc bo mình là bây giờ là cao nhất team 16 anh em ơi, 4.000 tóc. 4.000 tóc, gắn Burakan vô có khác luôn á. Ôi, ba tô trắng cây rồi. Đứa nào bụp con ba tô mình gần hẹo rồi ta. Anh em nhớ vào chơi event 3 của sự kiện anh em nha, để chúng ta lấy full quà đợt này nha. Để mất event nó phí lắm. Sẵn là chúng ta là ủng hộ game luôn em. Họ để tương tác vậy là chủ yếu là, một là chúng ta lấy quà, hai là để tăng tương tác cho game. Và cũng như là bay, nhìn là biết rồi anh em. Úi da, cái con Jinbe bên kia nó câm lặng tới mà 5 mục tiêu quá. Phải lúa nhờ. Pha này chắc Bitmon không gây được đam nhiêu đâu anh em ơi. Khó lắm. Ai bây giờ cũng bọc trong mình con Zephy mà anh em. Kadasu không có miếng nổ luôn anh em. Hay da. Yuri. Kadasu không có miếng nổ luôn á. Cố lên. Trời, con bo bên kia nó nổ nữa rồi. Dạ. Rồi bây giờ team mình có nộ rồi đó nha. Team địch bắt đầu bị trừ nộ anh em ơi. Ba tô. Đúng rồi, bất bất hoại. Bên kia chỉ sợ mỗi Bitmon thôi anh em nha. Ngoài ra không sợ con nào hết. Trời ơi, không xin nhê. Cái khiên của con Jinbe này nó giảm đam nhiều quá ta. Nhưng mà pha này thì sao? Pha này thì sao? Đi con Hiyori là coi như là win tới 90% rồi. Đừng có xem thường Kadasu nha, nó cấm hồi sinh đó. Hiyori đi bụi rồi anh em, bây giờ là đứa nào hẹo là hẹo luôn nha. Bây giờ đứa nào hẹo là hẹo luôn. Đó, 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 nè, nè, pha này con ba tô bên kia đi bụi nè. Ôi, không phải ba tô mà là bo anh em ơi. Bích mò bên kia nó trả đam rồi. Thêm phát thường nữa không? Chắc là còn một phát thường, đúng rồi, theo mình tính toán là đúng rồi đó anh em. Nó vả phát nó đạp. Ui, anh em thấy một cái quả đột hẹo đến từ vị trí của cái bụi than không anh em? Đào chua nè. Ok chưa? Rồi tới dâu chua anh em ơi, tới dâu chua nha. Ngày mai ngày mốt up Kadasu lên đây nằm test cho anh em xem. À bên kia có chơi Siki. Ôi thôi xong tôi rồi. Nè, thấy tóc của con bo của mình chưa? Hoa vũ một cái thôi. Trời ơi thôi xong rồi anh em ơi. Siki bên kia nó quẩy kìa. Ây da, ây da. Oh my god, cứu tôi, cứu tôi. Không ổn rồi em ơi. Siki bên kia nó quẩy ghê quá. Ba tô, anh làm gì rồi? Thôi xong rồi, con ba tô bị dính câm lặng kìa. Ừ,
cái gì vừa xảy ra vậy? Đó là do con Hiyori bên kia bị dính cái quả hoa vũ và dính luôn cả cái quả gọi là quỷ ám của con bo. Nó quay sang nó bóp sạch tim anh em. Nhìn là biết con Hiyori bên kia là build theo đường HP rồi. Này thì HP hả mày? Hiyori mà đi theo đường HP là coi như là tiêu rồi. Úi cha, ủa biết mom bên kia kìa. Úi cha, úi cha. Ờ ghê vậy, trời ơi, thôi rồi. What the hell? Chuyện gì đang xảy ra vậy ta? Ây da. Ôi ôi, lực kèo anh em, thấy Big Mom lực kèo chưa? Hết gáy luôn. lại. Bất ngờ anh em ơi, bất ngờ vãi lúa luôn ấy. Quỷ Siki bên kia nó ủi ghê quá. Trời ơi á. Ba tô bên mình tóc nó phải cao một tí nữa anh em ha. Thì may ra đúng rồi, tự động bóp tim thôi anh em. Ở bên kia tự động nó bóp tim thôi chứ ai làm gì tụi nó đâu anh em. Dính cái quỷ ám á. Đúng rồi, có bất hoại nha. Rồi, ủi hộ cái hồi nãy là do con ba tô bên mình nó bị dính cái câm lặng thôi. Nên nó mới bị phế thôi chứ trận này hộ cái luôn nè. Đi chưa, đúng rồi. Siki bên kia chưa chịu đi nữa hả? Pha này đi nè. Ủa? Không trúng. Không sao. Big Bomb bên kia nãy nguy hiểm quá anh em ha. Nó vả cho một cái đi mấy đứa luôn. Mình tưởng nó hết cái mấy cái tầng Hummy rồi. Ai về nó vẫn còn một phát đánh thường nữa anh em. Rồi, Big Bomb bên mình đủ 3 tầng Hummy rồi đấy. Thêm một tầng quỷ ám nữa nè. Ở bên kia nó build cái con Hiyori đi theo đường HP sao anh em ơi. Nó bóp quay sang, nó bóp tim nhìn đã ghê á. Rồi Siki ủi kìa, hai cái nè, cho mày thêm một cái nữa đó. À không chơi hả, không chơi thôi, để Big Mom xử nha. Siki, ủa mid rồi. Siki nè. Big Mom xuyên được cái khiên bất tử của Siki anh em nha. Xuyên được luôn đấy. Nói cái khiên bất tử thì nó hơi quá, đó là nó sẽ xuyên được cái giảm sát thương của con Siki. Cái này mới anh em ơi, hồi đó không có, bây giờ mới nha, nên là anh em thấy sức mạnh Big Mom, anh em thấy kinh khủng chưa? Rồi các anh em ơi, đó là video ngày hôm nay ha. Ngày mai có event tuần mới mình sẽ cập nhật trên kênh. Em thấy hay thì hãy cho một like giỏi kênh nha, rất nhiều nha.